combo bếp điện từ và 3 nồi inox 3 đáy đến từ thương hiệu Gonson, đặc biệt chỉ có trong chương trình kỷ niệm 3 năm phát sóng. Mức giá chính hãng 1.299.000 đồng, giá trình VTV khuyến đãi chỉ còn 999.000 đồng, bao gồm một bếp điện từ và 3 nồi inox 3 đáy quý vị nha. Quà tặng hấp dẫn kèm theo một bình đun siêu tốc và nồi lẩu đường kính 26 cm, tặng thêm cho quý vị giảm giá 10%, tích lũy thêm 10% cho lần mua sắm tiếp theo. Và trong chương trình lần này, trong bộ sản phẩm chúng ta còn có thêm đó chính là nồi inox 3 đáy Gonson quý vị nha. Với 3 kích thước tiện dụng 16cm, 20cm và 24cm. Thiết kế 3 đáy dày dặn giúp tiết kiệm thời gian đun nấu, sử dụng được trên mọi loại bếp kể cả bếp điện từ. Quà tặng hấp dẫn chỉ có trong 30 phút phát sóng, sản phẩm bình đun siêu tốc Gonson dùng tích 1,8 lít, tự động ngắt điện khi nước sôi, tặng thêm cho quý vị nồi lẩu kích thước 26cm, chất liệu inox bền chắc, sử dụng được trên bếp từ, tặng thêm cho quý vị giảm giá 10% và tích lũy 10% cho lần mua sắm tiếp theo. Thưa quý vị, từ nãy tới giờ thì chúng ta đã cùng nhau nhìn ngắm những hình ảnh trong trọn bộ sản phẩm combo nhà bếp ngày hôm nay cùng với thương hiệu Gonson quý vị ạ. Và đến với chương trình lần này thì chúng ta có thể thực hiện nhiều món ăn khác nhau cùng với sản phẩm là bếp điện từ Gonson và bộ 3 nồi inox với 3 kích thước khác nhau quý vị nha. Đó, quý vị cũng có thể thấy là chúng tôi đã chuẩn bị sẵn luôn là 3 chiếc nồi inox với 3 kích thước như thế này nè, 16, 20 và cả 24cm, và kèm theo là 3 chiếc bếp điện từ và kết hợp thực hiện rất là nhiều những món ăn khác nhau quý vị ạ. Với sản phẩm Gonson thì Quân Quý tin chắc rằng tất cả chúng ta đã khá là quen thuộc vì đây là thương hiệu đã được người tiêu dùng tin tưởng và bình chọn là thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao. Trong chương trình lần này trên VTV Hyundai, chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị chọn một bộ combo như vậy quý vị nha. Nhưng mà không dừng lại ở đó đâu, chúng ta còn có thêm quà tặng nữa, đó chính là một chiếc bình đun siêu tốc như thế này nè, cũng như là có thêm là một chiếc nồi lẩu cũng đến từ thương hiệu Gonson luôn, để chúng ta dễ dàng và thuận tiện hơn trong việc làm bếp mỗi ngày. Như vậy là ngày hôm nay trong gian bếp của gia đình chúng ta sẽ có thêm là 6 món mới về cho gia đình của mình, rất là ưu đãi quý vị nha. Hãy bắt tay ngay thực hiện những cái món ăn thơm ngon cùng với đầu tiên là bộ sản phẩm chính trong chương trình này, đó là mình sẽ kết hợp bếp điện từ của thương hiệu Gonson chung với lại những chiếc nồi inox của thương hiệu Gonson luôn. Và Phụng Yến thấy là cái nồi rất là lớn ở bên phía của Quang Quý đó. Đúng rồi. Đang nấu thật là nhiều thịt ở bên trong, và hãy bật mí cho quý vị khán giả là chúng ta đang nấu món gì nè. Rồi bây giờ thì thiệt ra là Quang Quý đứng từ nãy tới giờ cũng chịu không có nổi, tại vì rất là thơm luôn quý vị. Đó, với dòng sản phẩm lần này thì chúng ta có thể là hoàn toàn an tâm nha. Với sản phẩm là bếp điện từ như thế này á, bình thường mọi người vẫn hay lo lắng là với những chiếc bếp mà những cái nút điều chỉnh là toàn là tiếng Anh thì làm sao mà mình lựa chọn, đúng không nào? Tuy nhiên với dòng sản phẩm lần này quý vị có thể hoàn toàn yên tâm, tại vì những nút điều chỉnh toàn là tiếng Việt luôn quý vị nha. Đó, chúng ta có rất là nhiều những chế độ khác nhau này nha, trong chiếc bếp này nè, súp nè, hâm sữa nè, hấp nè, cũng như là xào nè, rồi còn có lẩu, và chúng ta có thể là theo dõi về cả cái điện áp của nó nữa quý vị nha. Như vậy là chúng ta rất là đơn giản và thuận tiện trong việc là thực hiện rất là nhiều những món ăn khác nhau. Và thưa quý vị, chúng ta cũng có thể thấy là mình có thể kết hợp ngay là những chiếc nồi trong trọn bộ nồi, 3 chiếc nồi với 3 kích thước khác nhau là 16, 20 và 24cm. Đây chính là chiếc nồi lớn nhất quý vị nha. Và nhiều khi là với những cái sản phẩm là bếp điện từ, chúng ta hay lo lắng là những cái nút mà điều chỉnh toàn là tiếng Anh thì làm sao mình có thể điều chỉnh được, đúng không ạ? Tuy nhiên với sản phẩm Gonson toàn là tiếng Việt luôn nha. Mình có thể nhìn nè ha, nút bật tắt nè ha, điều chỉnh về cả nhiệt độ luôn nè. Và ngoài ra còn có rất là nhiều những chế độ khác nhau như là hẹn giờ nè, nấu súp nè, hâm sữa nè, hấp nè, cũng lẩu xào, rồi mình có thể theo dõi điện áp nữa, rất là dễ dàng và tiện lợi luôn. Và ngoài ra nữa thì với việc là kết hợp cùng với bộ sản phẩm là những chiếc nồi như thế này inox 3 đáy, cho nên quý vị có thể là hoàn toàn yên tâm truyền nhiệt nhanh, tỏa nhiệt đều. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem trong đây có gì đây. Nãy giờ là Quý cứ chờ Quang Quý mở cái nắp nồi để xem là nấu món gì ở bên trong đó, mà nồi đường kính 24cm đó, thì là mình nấu được rất là nhiều thịt bò ở bên trong luôn. Đúng rồi, và quý vị cũng có thể thấy là với việc là làm những cái miếng thịt bò như thế này thì chúng ta cần phải quan tâm đến việc gì là cần phải giữ được cái nhiệt độ của nó nè, cũng như là mình phải làm sao cho nó thật là mềm quý vị nha. Cho nên là chúng ta phải sử dụng ngay là những cái dòng sản phẩm nào mà có thể là giữ được nhiệt và tỏa nhiệt nhanh, nếu không là mình rất là tốn những cái phần năng lượng, đặc biệt là tốn điện, đúng không Phụ Yến? Và với việc là chúng ta kết hợp cùng với chiếc nồi như thế này, nồi inox 3 đáy, cho nên là quý vị cũng có thể là hoàn toàn an tâm. Một lớp inox ở bên trong như thế này sẽ tránh những cái tình trạng như là bị ra ten nè, cũng như là bị ảnh hưởng đến chất lượng món ăn sau cái quá trình mà chúng ta nấu, đúng không nào? Và như vậy thì chúng ta đã có ngay những món ăn thật là thơm ngon, đặc biệt là với bò mà có cả mỡ bò nè, cũng như là màu sắc rất là nhiều, cho nên là chúng ta
cái lúc mà vệ sinh nó phổ biến, và quý nghĩ là sẽ tốn rất nhiều thời gian đúng không nào? Nhưng mà với nồi inox thì quý vị các bạn chúng ta vệ sinh rất là nhanh chóng, dễ dàng quý vị nha, nó không có bị bám màu nè, cũng như là dầu mỡ nó dễ dàng chùi hơn ở trong lòng nồi inox quý vị ạ. Và ngoài cái chiếc nồi đường kính đó là 24 cm thì chúng ta cũng có là hai cái chiếc nồi nhỏ hơn, để ví dụ mà mình bữa đó mình không cần nấu quá nhiều đi, mình nấu vừa vừa cho gia đình của chúng ta, hoặc là có thể là nấu những cái món của bữa phụ chẳng hạn, bữa xế với chè chẳng hạn, thì chúng ta có thể là lựa chọn ngay một cái chiếc nồi nhỏ hơn một chút xíu với đường kính là 20 cm, là cũng đồng bộ luôn. Cả ba cái nồi này quý vị thấy là đều đồng bộ cái chất liệu inox, đều đồng bộ cái kiểu dáng bên ngoài và với cái nắp kính trong suốt ở bên trên luôn quý vị nha, dễ dàng để chúng ta quan sát thực phẩm ở bên trong, và cũng có là lỗ thoát hơi nữa quý vị và các bạn nha. Rồi bây giờ mở cái chiếc nắp kính này ra thì chúng ta sẽ thấy là mình có một cái món chè trôi nước ở bên trong đây rất là hấp dẫn quý vị và các bạn nha. Và khi mà quý vị các bạn chúng ta nấu chè thì đôi khi là cái nước á, nó có thể là sệt nhưng rồi. Mà yên tâm, mình để nguội một chút xíu sau đó là mình chùi rửa vệ sinh với cái nồi thì những cái nước sệt đó mình tách bóc ra cũng dễ dàng đó quan quý à. Thường là thấy là với nhiều loại nồi thì nồi inox là một trong những loại nồi mà rất là dễ rửa luôn đó. Đúng rồi, và cũng rất là được ưa chuộng nữa. Với bên cạnh đó là với chiếc nồi inox như thế này là nồi inox 3 đáy. Tại vì bình thường khi mà quý vị sử dụng những cái chiếc nồi mà chúng ta kết hợp cùng với những chiếc bếp á, mà có thể là truyền nhiệt nhanh như thế này như là bếp điện từ đến từ thương hiệu Golden á, thì nhiều khi mình sẽ lo lắng tại vì nhiệt truyền đến lớn quá và cái vành nồi á, cái thành nồi nó mỏng quá thì rất là dễ dàng ảnh hưởng đến cái chất lượng món ăn, cũng như là chiếc nồi của chúng ta rất là dễ bị hư sau cả một khoảng thời gian ngắn chúng ta sử dụng đúng không nào. Tuy nhiên với dòng sản phẩm này thì chúng ta cũng có thể là hoàn toàn yên tâm mình làm ngay rất là nhiều những món ăn thơm ngon cho những thành viên của mình. Bây giờ nồi bự đã xong rồi nè, nồi lớn thì nói nồi bự cũng hơi kỳ đúng không, nồi lớn đã xong rồi nè, nồi trung cũng xong rồi nè, bây giờ là chiếc nồi tí hon đó. Với chiếc nồi tí hon như thế này, nhà ai mà có con nhỏ đúng không Phụng Yến, đó giống như là nhà Phụng Yến có bé ốp la nè, cái Phụng Yến cũng hay sử dụng để mình làm rất là nhiều những cái món khác nhau dành cho bé nhà mình đúng không? Đúng rồi, thường thì khi mà quý vị các bạn chúng ta nấu ăn á, nấu ăn cho trẻ nhỏ trong gia đình của mình thì mình phải lựa những cái chiếc nồi chất lượng, nó không có gặp cái tình trạng là ra ten hay là rỉ sét đúng không ạ, thì nó ảnh hưởng đến những cái món thức ăn của các bé. Phải lựa chọn cái nồi chất lượng an toàn mà chúng ta có thể là yên tâm nấu cháo súp cho trẻ nhỏ trong gia đình của mình chẳng hạn. Và với chiếc nồi này thì khi mà quý vị các bạn chúng ta nấu ăn thì mình dễ dàng mình kết hợp với bếp điện từ chung trong sản phẩm chính của chúng ta luôn, và mình có thể là điều chỉnh cái nhiệt độ tăng lên nhanh chóng theo cái ý muốn của mình. Và ở bên dưới thì nó sẽ có là ba lớp đáy quý vị các bạn nha. Ba lớp đáy thì sẽ có một lớp inox, một lớp nhôm ở giữa và trên cùng là một lớp inox, dễ dàng để chúng ta có thể vệ sinh chùi rửa nè, dễ dàng để chúng ta nấu với bếp điện từ và sẽ rất là an toàn khi mà chúng ta nấu ăn cho trẻ nhỏ ở trong gia đình của mình luôn. Đó, như vậy thì rất là dễ dàng và thuận tiện đúng không nào. Chúng ta có thể sử dụng ngay là một chiếc nồi nhỏ như thế này là mình nấu cháo cho những bé trong gia đình của mình cũng rất là dễ dàng luôn đúng không nào. Và đặc biệt là khi nấu ăn cho những bé nhỏ trong gia đình thì mình phải kỹ, vì kỹ về cả phần nguyên liệu ở bên trong, vì kỹ về cả những cái công cụ mà chúng ta sử dụng để nấu nữa đúng không nào. Cho nên là chúng ta nhớ là chúng ta sử dụng những cái chiếc nồi mà không gây ảnh hưởng đến chất lượng về món ăn ở bên trong, để giúp cho các bé của chúng ta có những món ăn thật là thơm ngon và bổ dưỡng nè. Và từ nãy tới giờ thì chúng ta cũng có thể thấy là với việc là chúng ta có thể nấu rất là nhiều những món ăn khác nhau cùng với chiếc bếp điện từ cũng như là bộ nồi đến từ thương hiệu Golden. Và lúc nãy thì Quang Quý cũng đã có chia sẻ cùng với Phụng Yến á, là mới vừa đặt chiếc nồi lên thôi, bấm vài cái là tự nhiên là nó nóng lên rất là nhanh luôn thưa quý vị. Và ở đó thì tại sao chúng ta lại thấy là với việc chúng ta nấu ăn bằng bếp điện từ lại nóng nhanh đến như vậy đó, và tiết kiệm được cái năng lượng và tiết kiệm được điện đến như vậy. Và bây giờ Quang Quý sẽ chia sẻ cùng với tất cả mọi người. Thiệt ra lúc đầu á, Quang Quý lén Quang Quý lấy cái bếp này, cái Quang Quý tháo ra thiệt ra để coi ở bên trong nó như thế nào. Mấy cái phần điện á thì không rành lắm, nhưng mà với bản thân Quang Quý đã cũng tìm hiểu khá là kỹ về bếp điện từ. Và bình thường với bếp điện từ á, cái phần quan trọng nhất đó chính là phần lõi đồng ở bên trong như thế này quý vị nha. Đó, rất là nhiều những cái dây đồng được kết nối chặt chẽ với nhau và tạo thành rất là nhiều những vòng xoay đồng, người ta gọi đây là mâm nhiệt hoặc là mâm đồng đó. Đó, và với việc là chất liệu làm từ đồng nguyên chất 100% thì cái việc khi mà có một dòng điện có hiệu điện thế cao chạy vào trong đây nè, nó sẽ thay đổi và nó tạo ra từ trường và nó sẽ tác động đến những cái chất liệu mà có cái phần đáy á, ví dụ là nồi nè, chảo nè, có chất liệu nhiễm từ, và từ đó thì sẽ tạo nhiệt, sinh nhiệt ở trong đó. Đó, chính vì là mình có thể là tạo ra một cái từ trường lớn nè, cho nên là có thể là truyền nhiệt rất là nhanh và giúp cho chúng ta có thể là thực hiện nấu ăn một cách cực kỳ dễ dàng. Và Quang Quý nhắc lại, đồng 100% chúng ta có thể yên tâm. Và bên cạnh đó thì chúng ta kết hợp cùng với những cái phần là những chiếc nồi trong chương trình lần này còn có thêm quà tặng khác nữa nha. Đặc biệt đó là quà tặng này Quang Quý nghĩ sẽ phù hợp trong những dịp cuối tuần hoặc là những ngày lễ đúng không Phụng Yến? Quà tặng này Phụng Yến rất là thích luôn, bởi vì là mình sẽ có thể là mình nấu lẩu và tạo không khí gia đình sẽ rất là vui vẻ luôn quý vị à. Mình
kết hợp quà tặng là một chiếc nồi lẩu chung với lại chiếc bếp điện từ của chúng ta quý vị nha. Nồi lẩu cũng là một nồi cỡ lớn và có nắp kính trong suốt, dễ dàng quan sát thức ăn ở bên trong. Ví dụ như bây giờ là nồi lẩu Phùng Yến chuẩn bị ở đây. À, lẩu cua đã sôi lên rồi, bây giờ Phùng Yến sẽ cho ngay hai con cua, chuẩn bị đúng hai con. Yến với lại Quang Quý mỗi người một con hen. Quý một con rưỡi, Yến không, hai cái càng. Yến cái con bự hơn, còn cái con nhỏ nhỏ thì là của Quý nè. Đó đó, con này nhỏ hơn nè. Đó, và thưa quý vị, chúng ta cũng có thể thấy là chiếc nồi lẩu như thế này thì đường kính cũng khá là to, cho nên là mình có thể thực hiện một cái khối lượng thức ăn rất là lớn. Đặc biệt là trong những ngày cuối tuần hay là những dịp lễ Tết mà cả gia đình của mình á, mình tụ họp lại với nhau nè, kết hợp cùng với bếp điện từ Golden như thế này, mình có thể mang ra ngay ở giữa bàn luôn. Đó, mình chỉ cần hoặc là ở giữa vườn của mình cũng được, mà chỉ cần câu một cái ổ điện nhẹ nhẹ nhỏ nhỏ tới là được. Đó, từ đó mình ghim vào nè, mình vừa đun nè, rồi mình vừa nấu nè, rồi mình vừa thưởng thức ngay giữa một cái không gian như thế này, thì Quang Quý tin chắc rằng rất là tuyệt vời và dễ dàng, đúng không nào? Đó, điều chỉnh rất là thoải mái luôn. Nếu mà chúng ta thấy là sau khi mà mình bỏ nguyên liệu vào á, thì cái nước nó nguội nguội bớt một chút xíu rồi, mình phải tăng nhiệt độ lên, rất dễ dàng thôi, ấn dấu cộng. Đó, từ đó nhiệt độ sẽ tăng lên. Mình cũng có thể là theo dõi cái đồng hồ điện tử ở phía trước đó quý vị, để chúng ta thấy được là cái mức nhiệt độ của nó đang như thế nào rồi, đúng không? Ừ, chắc chắn rồi. Và quý vị các bạn, chúng ta khi mình sử dụng nồi lẩu như thế này, cái phần miệng của nồi cũng rất là lớn nha, và hai bên sẽ có là cả tay cầm cách nhiệt nữa, cho nên là quý vị các bạn chúng ta cũng có thể là dễ dàng nhấc lên nhấc xuống như thế này đây, rất là chắc chắn, và chúng ta nấu lẩu tiện lợi cho gia đình của mình. Muốn nhanh sôi thì mình cũng có thể là đẩy chiếc nắp kính này lại quý vị các bạn nha, đã cùng đường kính với nồi của chúng ta. Nồi này thay vì là quý vị phải mua riêng để đi với lại bếp điện từ chẳng hạn, nhưng mà ở đây chúng tôi gửi tặng món quà rất là hấp dẫn dành riêng cho chương trình này. Nhưng mà quà tặng của mình không chỉ dừng lại là ở một cái chiếc nồi lẩu đâu, mà chúng ta còn có thêm một quà tặng nữa Quang Quý ha. Đúng rồi thưa quý vị, quà tặng này kèm theo là Quang Quý tin chắc là cũng sẽ phù hợp với nhiều gia đình có con nhỏ, có người lớn tuổi hoặc là các bạn sinh viên trò học xa nhà. Đó chính là một chiếc bình đun nước siêu tốc như thế này, bình đun bằng điện nha. Nên chúng ta chỉ cần là mình cắm điện vào thôi, cũng làm từ chất liệu inox nè. Đó rất là dễ dàng và thuận tiện luôn quý vị nha. Kết hợp trọn bộ sản phẩm như thế này thì chúng ta đã có ngay những sản phẩm, những người bạn đồng hành trong gian bếp của mình, giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp và dễ dàng hơn rất là nhiều. Tuy nhiên á, mình nhìn lại đi, bây giờ mình sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6 sản phẩm trong cả một bộ như thế này, thì Quang Quý tin chắc rằng mọi người sẽ nghĩ là chắc là mắc lắm đây, làm sao mình mua được bây giờ. Thôi bây giờ Quang Quý sẽ chia sẻ về mức giá trong chương trình lần này nha. Trong chương trình lần này chúng ta đã có ngay nè bếp điện từ 3 nồi inox 3 đấy nè, rồi tặng thêm cho quý vị một bình đun siêu tốc và một nồi lẩu đường kính là 26 cm, mức giá chính hãng là 1.299.000 đồng. Nhưng mà chúng ta quên đi, đã Quang Quý gạch bỏ nè, gạch bỏ đừng nhớ nữa, giá trên VTV Hyundai chỉ còn 999.000 đồng mà thôi. Quý vị có thể là hoàn toàn yên tâm sở hữu trọn bộ sản phẩm này nha. Và chúng tôi sẽ gửi đầy đủ là đến 6 món dành cho gian bếp của gia đình mình về tận nhà. Và lúc đó ở nhà quý vị thấy đó, nhà mình có gian bếp đầy đủ như là của VTV Hyundai Home Shopping đây, và tha hồ nấu những cái món ăn hấp dẫn, thơm ngon, và đặc biệt là rất là an toàn cho những thành viên trong gia đình của mình. Hãy nhanh tay gọi ngay, chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi. Quý vị khách hàng thân mến, thời gian trong chương trình ngày hôm nay cũng đang trôi qua từ từ rồi quý vị ạ. Cho nên là hãy nhanh tay sở hữu lấy trọn một bộ combo ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị đến từ thương hiệu Golden quý vị nha. Thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao được người tiêu dùng bình chọn vào năm 2017. Với trọn bộ sản phẩm như thế này, đầu tiên chúng ta cần phải lưu ý đến đó chính là chiếc bếp điện từ Golden. Đó, với mâm nhiệt được làm từ đồng 100% và rất là to luôn, và từ đó thì sẽ giúp cho việc là chúng ta nấu ăn một cách nhanh chóng hơn rất là nhiều quý vị nha. Chúng ta có thể thực hiện ngay là những món hầm, những món canh, những món xào, những món kho. Đó, với rất là nhiều những chế độ khác nhau đều là làm bằng tiếng Việt luôn. Có những cái ghi chú tiếng Việt nè, chúng ta có thể điều chỉnh một cách cực kỳ dễ dàng. Không chỉ là Quang Quý hay là Phục Yến đâu, ông bà cha mẹ lớn tuổi trong gia đình của mình nè, hay là các bé nhỏ dưới sự giám sát của người lớn cũng có thể là tập tành nấu ăn một cách cực kỳ dễ dàng Nguyễn ha. Và chúng ta có thể là kết hợp chung với sản phẩm quà tặng là một chiếc nồi lẩu nữa, để mình có thể là làm những cái món lẩu hấp dẫn cho những thành viên trong gia đình của chúng ta quý vị các bạn nha. Nồi inox là mình có thể lựa chọn cỡ nhỏ, cỡ trung hoặc là cỡ lớn, chúng ta nấu ăn bữa đó, rồi nồi lẩu cho những cái ngày cuối tuần đi. Và khi mà quý vị các bạn chúng ta nấu ăn xong đó, thì là dù mình nấu những cái món thịt kho đậm màu chẳng hạn, nhưng mà chúng ta cũng yên tâm là chùi rửa vệ sinh rất là dễ dàng nhờ có chất liệu inox cao cấp, không ra ten, không rỉ sét quý vị nhé. Mức giá đầu tư chỉ 999.000 đồng mà thôi, lại còn nhận quà tặng là nồi lẩu và bình đun siêu tốc nữa, cho nên là gia đình của chúng ta hãy nhanh tay lên nhấc ngay máy điện thoại gọi về cho chúng tôi, và trọn bộ sản phẩm sẽ được giao đến tận nhà, hoàn toàn miễn phí chi phí vận chuyển trên toàn quốc.
combo bếp điện từ và ba nồi inox 3 đáy đến từ thương hiệu Golson, đặc biệt chỉ có trong chương trình kỷ niệm 3 năm phát sóng. Mức giá chính hãng 1.299.000 đồng, giá trình với TV Hyundai chỉ còn 999.000 đồng, bao gồm một bếp điện từ và ba nồi inox 3 đáy quý vị nha. Quà tặng hấp dẫn kèm theo một bình đun siêu tốc và nồi lẩu đường kính 26 cm, tặng thêm cho quý vị giảm giá 10%, tích lũy thêm 10% cho lần mua sắm tiếp theo. Trong bộ sản phẩm chính của chúng ta sẽ có ngay một bếp điện từ Golson thiết kế trang nhã, nhiều chế độ nấu khác nhau, có chế độ hẹn giờ tiện lợi và hỗ trợ chúng ta tiết kiệm thời gian công suất khi đun nấu. Hãy mang về ngay sản phẩm tiện ích cho cuộc sống tiện nghi. Trong bộ sản phẩm ngày hôm nay chúng ta có ngay bếp điện từ Golson quý vị nha. Mặt bếp được làm từ ceramic cao cấp, công suất là 2000W, chức năng nấu đa dạng, mâm từ bằng đồng 100% giúp tiết kiệm điện năng, sản phẩm được bảo hành trong thời gian 12 tháng. Và chúng ta có là nồi inox 3 đáy Golson 3 kích thước tiện dụng 16, 20, 24 cm, thiết kế 3 đáy dày dặn giúp tiết kiệm thời gian đun nấu, sử dụng được trên mọi loại bếp kể cả bếp điện từ. Quà tặng hấp dẫn chỉ có trong 30 phút phát sóng, sản phẩm bình đun siêu tốc Golson dùng tích 1,8 lít tự động ngắt điện khi nước sôi, tặng thêm cho quý vị nồi lẩu kích thước 26 cm, chất liệu inox bền chắc, sử dụng được trên bếp từ, tặng thêm cho quý vị giảm giá 10% và tích lũy 10% cho lần mua sắm tiếp theo. Cảm ơn tất cả quý vị vẫn đang tiếp tục đồng hành để nấu những món ăn thật là thơm ngon cùng với trọn bộ sản phẩm nhà bếp đến từ thương hiệu Golson ngày hôm nay. Chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị. Lúc nãy thì Quang Quý cũng đã có chia sẻ là trọn bộ sản phẩm ngày hôm nay đó chính là có những cái chiếc nồi inox 3 đáy. Và thường là những cái câu hỏi mà khi mà gọi đến tổng đài của chúng tôi là quý vị khách hàng thường hay hỏi đó chính là nồi inox 3 đáy là nồi gì? Đó, bây giờ thì Quang Quý sẽ giải thích cho tất cả mọi người nha. Đó, bây giờ nhìn vào tay của Quang Quý nè. Quang Quý sẽ sử dụng 3 ngón tay. Mỗi ngón tay là một lớp để có thể là miêu tả cho tất cả mọi người chúng ta hiểu rõ hơn một chút xíu về nồi inox 3 đáy nha. Với sản phẩm ngày hôm nay á, nồi inox 3 đáy của chúng tôi là sẽ có một sự kết hợp giữa 3 lớp, lớp ở ngoài và lớp ở bên trong là làm từ chất liệu là inox quý vị nha. Còn ở giữa đó chính là chất liệu nhôm. Và tại sao lại có một cái sự kết hợp như thế này? Tại vì á là khi mà chúng ta tiếp xúc nhiệt á ở phía bên ngoài và tiếp xúc nhiệt ở phía bên trong nữa cùng với những loại thức ăn khác nhau thì chất liệu inox sẽ hạn chế những cái vấn đề ra ten nè, cũng như là ảnh hưởng đến những cái chất lượng của món ăn khác nhau. Và bên cạnh đó có một cái lớp giữa, lớp giữa là cái ngón tay giữa của Quang Quý nè, đó chính là làm từ chất liệu nhôm. Chất liệu nhôm này sẽ giúp cho có thể là truyền nhiệt giữa lớp bên ngoài và lớp bên trong, giúp cho thực phẩm của chúng ta chín đều hơn. Đó, với sự kết hợp giữa ba chiếc lớp như thế này, ba lớp của một chiếc nồi như vậy sẽ giúp cho chúng ta có thể nấu ăn một cách thơm ngon hơn và truyền nhiệt nhanh, tỏa nhiệt đều, và từ đó thì có rất là nhiều những món ăn khác nhau, chẳng hạn là những món ăn ở trước mặt Quang Quý và Phùng Yến đây. Và khi mà quý vị các bạn chúng ta nấu ăn với nồi inox 3 đáy thì chính nhờ cái khả năng dày dặn của lớp đáy đó nó sẽ hạn chế cái tình trạng là bị cháy khét cục bộ so với những cái chiếc nồi một đáy thông thường. Thì khi quý vị nấu thì mình sẽ thấy là có một chỗ nó đã quá nóng, quý vị ở vị trí ở giữa chẳng hạn, đã làm cháy cái món ăn của chúng ta. Cho nên rất là nhiều gia đình thích lựa chọn những chiếc nồi inox 3 đáy và giá thành của nó thì cũng sẽ cao hơn so với nồi một đáy quý vị nha. Nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị đến 3 nồi và giá thành rất là hấp dẫn, và chúng ta sẽ cùng đến với nồi đầu tiên đường kính 24 cm. Nồi đầu tiên đường kính 24 cm, Quang Quý đang thực hiện một món, đó chính là món giò hầm rau củ đây thưa quý vị. Chúng ta có thêm là ở phía bên trong là bắp nè ha, rồi có thêm cả bí đỏ nữa nè ha. Rồi ở phía bên dưới chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái phần giò khác nhau đó. Với việc là bình thường khi mà mình hầm giò như thế này á thì cái việc mà chúng ta cần phải lưu ý nhất là gì ạ? Đó chính là việc là chúng ta giữ được cái nhiệt độ của nó để cho những cái miếng giò, những cái khoanh giò như thế này thật là mềm, thật là ngon nè, và phần nước của chúng ta thật là ngọt luôn quý vị nha. Đó, do vậy thì chúng ta cần phải có ngay đó chính là những chiếc nồi inox 3 đáy để mình có thể là kết hợp cùng với chiếc bếp điện từ đến từ thương hiệu Golson. Và chúng ta thấy ra từ lúc Quang Quý mở ra đến bây giờ nè, dù là cái phần nhiệt lượng nó đã bốc lên rất là nhiều rồi, tuy nhiên nó vẫn còn sôi rất là nhiều quý vị nha. Với việc nấu những món ăn như thế này, chúng ta kết hợp thêm là những cái đuôi heo nè, những cái phần chân giò nè, tùy vào sở thích của mình thì chúng ta có thể thực hiện những món ăn rất là thơm ngon khác nhau. Đó, mới nãy Phùng Yến thấy là sôi quá, cái Phùng Yến chỉnh lại hay sao vậy? Không, đang tăng lên cho sôi xem miếng định bỏ đồ ăn vô thêm mình. Ủa vậy hả? Sôi quá rồi hãy có thể là giảm xuống nút trừ đi nè. À, rất đó là đơn giản, khi mà quý vị các bạn chúng ta muốn là điều chỉnh nhiệt độ cũng như là điều chỉnh các tính năng thì mình chỉ cần là nhấn vào trong bảng điều khiển quý vị và các bạn nha. Mình sẽ thấy là có cả tính năng nấu lẩu nè, hay là xào nè, hay là chúng ta có thể là hâm sữa, nấu súp rất là tiện lợi luôn quý vị các bạn nha. Và quý vị các bạn chúng ta khi mà nhấn nút như vậy đó thì cái phím nhấn cũng rất là lớn, cho nên là dễ dàng cho cả ông bà cha mẹ lớn tuổi của chúng ta điều khiển, và bảng điều khiển hiển thị hoàn toàn bằng tiếng Việt quý vị và các bạn nha. Khi mà mình nấu ăn đó thì mình có thể là kết hợp những chiếc nồi inox trong bộ sản phẩm chính chung với lại bếp điện từ
của thương hiệu Wilson. Và với dòng sản phẩm là bếp điện từ của thương hiệu Wilson thì đây cũng là một trong những sản phẩm bán rất là chạy của thương hiệu Wilson khi mà giới thiệu đến quý vị khách hàng luôn đó quý vị. Bởi vì nhiều quý vị khách hàng muốn là có một cái chiếc bếp nấu ăn tiện lợi, nấu ăn nhanh chóng và phải là an toàn cho gia đình của mình thì thường hay tìm đến Wilson. Và trong số những cái loại bếp bán rất là chạy thì Wilson là đặc biệt là mang đến cho người tiêu dùng của mình dòng sản phẩm bếp điện từ chất lượng luôn. Và quý vị các bạn, chúng ta có bếp điện từ nè, kết hợp chung với nồi ở bên trên đây là nồi đường kính 20cm, cũng chính hãng của Wilson luôn quý vị các bạn nha. Có nắp kính trong suốt như vậy nữa, chúng ta dễ dàng quan sát thức ăn bên trong. Và như vậy là chúng ta rất là dễ dàng và thuận tiện trong việc là thực hiện rất là nhiều những món ăn khác nhau. Chẳng hạn như là mình có thể là thực hiện ngay là những cái món cá kho như thế này rất là thơm ngon quý vị nha. Thường là những cái món kho thì chúng ta sẽ để gia vị nhiều và cũng như là màu sắc rất là đậm luôn. Nếu mà chúng ta sử dụng những cái loại nồi thông thường á, rất là dễ ảnh hưởng đến thành nồi nè, cũng như là ảnh hưởng tới những cái lớp ở bên trong, nó sẽ dễ bị ra ten nè, cũng như là không tốt cho món ăn của chúng ta, đúng không ạ? Tuy nhiên với dòng sản phẩm lần này nồi inox 3 đấy, quý vị có thể là hoàn toàn yên tâm nè, thực hiện rất là nhiều món ăn khác nhau, có gia vị đậm một chút xíu nè, màu đậm một chút xíu cũng không sao hết nha. Và khi mà quý vị các bạn chúng ta nấu ăn như vậy, chất liệu inox là kết hợp chung với bếp điện từ, cái khả năng truyền nhiệt cũng rất là tốt. Và sau khi được truyền thì ở bên trong lớp đáy ba đáy như vậy của nồi, nó sẽ tỏa đều ở bên trong lòng nồi luôn và làm chín thực phẩm của chúng ta quý vị nha. Dù là mình sử dụng nồi lớn, nồi trung hay là mình sử dụng nồi nhỏ thì cũng đều yên tâm về cái khả năng hấp thụ nhiệt, mà nồi nhỏ như vậy là còn hấp thụ nhiệt rất là nhanh nữa đó quan quý à, cũng cực kỳ nhanh sôi cho gia đình của mình luôn nha. Khi mà quý vị các bạn chúng ta nấu với nồi nhỏ thì có thể là mình kho một ít cá nè, hay là mình hâm nước sốt, hoặc là mình có thể nấu một ít cháo cho các thành viên trong gia đình của chúng ta thưởng thức quý vị các bạn nha. Và ở nhà của mình đó thì nhà nào mà có trẻ nhỏ thì mình cũng có thể là lựa chọn ngon nồi inox để mình nấu rất là yên tâm cho các bé luôn. Bởi vì là cái chất liệu của nồi inox như thế này không có ra ten, không có rỉ sét, nấu ăn an toàn. Mà ví dụ quý vị có nấu là cái nước kho này nó sệt lại chẳng hạn, thì cái lúc mình chùi rửa đó, ở thành nồi hay ở đáy nồi cũng chùi rửa vệ sinh rất là nhanh chóng quý vị nha. Và như vậy là chúng ta cũng có thể thấy là thực hiện rất là nhiều những món ăn khác nhau một cách cực kỳ đơn giản và dễ dàng. Cùng với trọn bộ sản phẩm lần này, chúng ta có thể kết hợp cùng với nhau theo mục đích sử dụng của mình quý vị ạ. Nồi lớn nè, nồi trung và cả nồi nhỏ nữa, với ba đường kính khác nhau là 16, 20 và 24cm. Trong chương trình kỳ này nữa thì chúng ta sẽ có ngay những món quà kèm theo. Đó, bây giờ Phụng Yến đang dọn đường để quan quý đi qua để có thể là ăn bò nhúng giấm cùng với Phụng Yến đây. Đúng rồi, tại vì cái món này là không phải là mình ăn một mình có cái nồi lẩu nè, một cái nồi lớn. Đúng rồi. Đây là nồi quà tặng quý vị nha, với cái nồi này ở ngay khu vực trung tâm bàn ăn mình để lên trên bếp điện từ của gia đình mình, và mỗi thành viên chúng ta ăn tới đâu mình nhúng tới đó, rất là ngon miệng luôn quý vị và các bạn nha. Đó, không khí gia đình vào cuối tuần cũng sẽ rất là vui khi mà quý vị các bạn chúng ta chuẩn bị những cái món ăn hấp dẫn thơm ngon cho gia đình của mình. Bây giờ là cho quan quý ăn thiệt là nhiều bò nhúng từ đầu, nhưng mà gấp ra liền chứ không nó ra nha. Rất là nhanh chóng và thuận tiện quý vị nha. Chúng ta chỉ cần là mình gấp vô, mình nhúng, mình quậy như thế này nè. Đó, đặc biệt là những ngày cuối tuần nha. Rồi sau đó mình gấp ra nhanh lên. Trời ơi, rất đây là thơm ngon luôn quý vị nha. Rồi chuẩn bị sẵn một cái phần rau, rồi dưa leo nè, cũng như là khế. Đó, quan quý cứ thoải mái là gấp vô chén rồi ăn ngon miệng nha. Ở nhà thì quý vị các bạn chúng ta thấy là cuối tuần thì thường là gia đình của chúng ta muốn đổi món đúng không ạ? Ăn cơm hoài cũng ngán, cho nên là mình sẽ đổi một chút xíu. Có bữa ăn lẩu thì nồi lẩu này cũng xài được luôn, hay là mình ăn bò nhúng giấm thì mình cũng sử dụng luôn quý vị và các bạn nha. Đó, rồi bây giờ là Phụng Yến có một cái chén mắm nêm ở đây cho quan quý thưởng thức nè. Rồi đó, giờ nhúng thêm cho quan quý đây, cứ ăn thoải mái đi. Rồi, mọi người biết không, bình thường khi mà chúng ta ăn bò nhúng giấm là mình cần phải đảm bảo á nha, là cái phần nước của nó lúc nào cũng phải nóng, cũng phải sôi á, để khi mà mình nhúng mình khuấy một chút xíu thôi là bò vừa tái tới. Sau đó mình chỉ cần gấp ra chén nè, xong cái mình bỏ vào miệng của mình ăn thì bò nó vẫn rất là mềm, và từ đó thì mình sẽ có thể là tận hưởng được cái mùi vị thơm ngon của bò. Gấp lẹ đi nè, bây giờ nó chuẩn bị dai hết rồi nè, nước sôi quá rồi. Máy quay đang bắt quan quý phải ăn thật là ngon cho mọi người thấy. Đây cho thêm miếng nữa nè. Rồi, ở nhà thì quý vị các bạn chúng ta có thể là cùng với bộ sản phẩm này đó, mình có thể là yên tâm chuẩn bị thật là nhiều bữa ăn cho gia đình của mình, mà tiết kiệm thời gian đun nấu và cũng có nhiều cảm hứng khi mà bộ đồ nghề của mình gọi là bộ đồ nghề đi, đầy đủ luôn. Nồi cũng có, bếp cũng có, rồi còn có thêm quà tặng nữa. Đúng rồi thưa quý vị, và bên cạnh đó chúng ta còn có nồi ha, chúng ta còn có bếp ha, mình cũng có thể là mình đun nước thêm nữa quý vị ạ. Cùng với một món quà tiếp theo trong bộ sản phẩm lần này, đó chính là một bình đun quý vị nha. Với chiếc bình đun như thế này, chúng ta có thể là đun nước một cách cực kỳ nhanh chóng và thuận tiện luôn. Kết hợp trọn bộ sản phẩm cho gian bếp của chúng ta lúc nào cũng sẽ ấm nóng, lúc nào cũng sẽ có những cái mùi thơm thật là thơm ngon dành cho những thành viên trong gia đình của mình. Và từ đó thì rất là dễ dàng cho việc là chúng ta có ngay những món ăn thơm ngon cùng với trọn bộ sản phẩm đến từ thương hiệu Wilson. Đó, trọn bộ sản phẩm như thế này, bếp điện từ và ba nồi inox 3 đấy quý vị nha. Tặng ngay một bình siêu tốc và một nồi lẩu đường kính 26cm. Quên đi, mức giá chính hãng là 1.299.000 đồng. Ngày hôm nay trên VTV Hyundai chỉ còn 999.000
9.000 đồng mà thôi. Và từ đó chúng ta có thể mua sắm một cách cực kỳ dễ dàng cùng với VTV Hiện Đại hoặc Shopee. Và những hình ảnh trên màn hình là những gì mà quý vị các bạn chúng ta sẽ nhận hàng ngay tại gia đình của chúng ta quý vị nha. Có đến 6 món mà chúng tôi sẽ giao đến tận nhà cho quý vị, hoàn toàn miễn phí, chi phí vận chuyển trên toàn quốc. Hãy nhanh tay lên nào. Combo bếp điện từ và ba nồi inox 3 đáy đến từ thương hiệu Golson, đặc biệt chỉ có trong chương trình kỷ niệm 3 năm phát sóng. Mức giá chính hãng 1.299.000 đồng, giá trình VTV Hyundai chỉ còn 999.000 đồng, bao gồm một bếp điện từ và ba nồi inox 3 đáy quý vị nha. Quà tặng hấp dẫn kèm theo một bình đun siêu tốc và nồi lẩu đường kính 26cm, tặng thêm cho quý vị giảm giá 10%, tích lũy thêm 10% cho lần mua sắm tiếp theo. Chúng ta có đến thật là nhiều những sản phẩm của thương hiệu Golson. Đầu tiên đó là một chiếc bếp điện từ Golson, thiết kế trang nhã, có nhiều chế độ nấu khác nhau, có chế độ hẹn giờ thuận tiện, tiết kiệm thời gian và công sức cho người nội trợ, sản phẩm tiện ích cho cuộc sống tiện nghi. Với sản phẩm bếp điện từ Golson này thì chúng ta có thể yên tâm, tại vì mặt bếp làm bằng ceramic cao cấp, công suất là 2000W, chức năng nấu đa dạng nè, mâm từ bằng đồng 100%, giúp tiết kiệm điện năng. Sản phẩm được bảo hành trong khoảng thời gian 12 tháng. Và để nấu ăn với bếp điện từ có sẵn trong bộ sản phẩm chính thì chúng ta có thêm là 3 chiếc nồi inox 3 đáy của Golson. Có 3 kích thước tiện dụng, đó là đường kính 16, 20 và 24cm. Thiết kế 3 đáy dày dặn, tiết kiệm thời gian đun nấu, sử dụng được trên mọi loại bếp kể cả bếp điện từ. Quà tặng hấp dẫn chỉ có trong 30 phút phát sóng, sản phẩm bình đun siêu tốc Golson, dung tích 1,8 lít, tự động ngắt điện khi nước sôi. Tặng thêm cho quý vị nồi lẩu kích thước 26cm, chất liệu inox bền chắc, sử dụng được trên bếp từ. Tặng thêm cho quý vị giảm giá 10% và tích lũy 10% cho lần mua sắm tiếp theo. Thời gian của chương trình đang trôi qua rất nhanh, quý vị các bạn chúng ta hãy nắm bắt ngay những cơ hội cuối cùng để có thể là lựa chọn dòng sản phẩm chất lượng của thương hiệu Golson quý vị các bạn nha. Nấu ăn kết hợp vừa bếp điện từ vừa những chiếc bơ nồi inox của thương hiệu Golson. Khi mà quý vị các bạn chúng ta đun nấu với bếp điện từ thì mình sẽ thấy là bếp điện từ giúp mình nấu rất là nhanh luôn. Quý vị muốn tăng muốn giảm nhiệt độ thì bếp điện từ ngay lập tức sẽ đáp ứng điều đó cho gia đình của chúng ta quý vị nha. Và mình có thể là yên tâm khi mà mình nấu ăn xong, mình chờ một chút xíu thôi đã nguội mặt bếp rồi, dễ dàng để mình lau chùi vệ sinh nè. Và với những chiếc nồi inox chúng tôi gửi đến cho quý vị trong bộ sản phẩm ngày hôm nay thì mình cũng có thể kết hợp nấu ăn chung với lại bếp điện từ quý vị nhé. Điều chỉnh thì bảng điều chỉnh hiển thị hoàn toàn bằng tiếng Việt cho nên là mình có thể là dễ dàng quan sát, cả người lớn tuổi trong gia đình của chúng ta cũng có thể nấu ăn tiện lợi luôn. Và trên hình là quý vị nhìn thấy là chiếc nồi lẩu, đây là nồi lẩu quà tặng, không cần phải tốn thêm chi phí để mua sắm đâu. Nồi lẩu cỡ lớn, đường kính lên đến 26cm quý vị ạ. Và thưa quý vị, như vậy là chúng ta có thể là kết hợp với chiếc nồi lẩu này nè, cũng như là phần bếp điện từ đến từ thương hiệu Golson, và cả trọn một bộ là 3 chiếc nồi inox 3 đáy nữa quý vị nha, cũng đến từ thương hiệu Golson luôn. Đặc biệt chỉ có trong chương trình lần này mà thôi quý vị à, mức giá chỉ còn là 999.000 đồng. Cho nên là quý vị ơi, hãy tranh thủ bắt lấy thời gian này, hãy bắt lấy thời cơ này để chúng ta có thể nhanh chóng nhấc máy lên và điện thoại về cho chúng tôi. Tất nhiên chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi 63 tỉnh thành trên cả nước. Quý vị thân mến, dù là chúng ta có bận rộn như thế nào cũng hãy dành thời gian để chăm chút cho bữa ăn gia đình của mình của quý vị nha. Bởi vì ngay tại trong gian bếp của chúng ta, ngay tại khu vực bàn ăn thì tình cảm của những thành viên trong gia đình sẽ gắn kết hơn. Và chúng tôi gửi đến cho quý vị bộ sản phẩm này để làm một người bạn đồng hành giúp quý vị các bạn chúng ta có thể nấu ăn nhanh nè, nấu ăn tiện lợi và đặc biệt là nấu ăn an toàn cho gia đình của chúng ta. Đúng rồi đó quý vị, và bên cạnh đó không chỉ là những người bạn đồng hành, những dòng sản phẩm này cũng mang đến cho tất cả quý vị rất là nhiều những ưu đãi khác nhau, và đặc biệt chỉ có trên VTV Hyundai mà thôi quý vị nha. Có thêm 2 quà tặng kèm theo là một nồi lẩu và cả một bình đun siêu tốc nữa. Chọn một bộ sản phẩm với 6 sản phẩm như thế này, mức giá chỉ có 999.000 đồng mà thôi. Mà từ nãy tới giờ Quang Quý với Phương Yến thực hiện thôi hình như là 800 món ăn rồi đúng không? Món nào cũng rất là ngon. Nhiều. Và quý vị các bạn chúng ta có thể hình dung là không khí vui vẻ trong gian bếp cũng sẽ có mặt ngay tại gia đình của chúng ta quý vị nha. Hãy gọi ngay đến số điện thoại tổng đài của chúng tôi để 6 món sản phẩm dành cho gian bếp sẽ được giao đến tận nhà, hoàn toàn miễn phí, chi phí vận chuyển trên toàn quốc quý vị ạ. Phương Yến, Quang Quý xin được cảm ơn gia đình mình đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay với chúng tôi, và xin chúc gia đình của mình cũng sẽ có những cái bữa ăn thật ngon như là chúng tôi đã thực hiện ngày hôm nay vậy. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Còn bây giờ thì ăn thôi. Quý vị có thể tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại vtvhyundai.vn.